Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một phần không thể thiếu trước khi sử dụng phần mềm Cognex Vision Pro. Đó là license hay còn gọi là bản quyền phần mềm. Vision Pro là một phần mềm PC-based được cài đặt và sử dụng trên máy tính, tương thích với các hệ điều hành chạy Windows 64-bit và hỗ trợ kết nối rất nhiều loại camera khác nhau. Bên cạnh đó, Vision Pro cũng là một phần mềm bản quyền, nên sau khi cài đặt xong, các bạn cần phải có bản quyền mới có thể sử dụng được. Cognex không sử dụng license dạng Active File hay Active Key, mà sử dụng license vật lý. Họ sẽ tích hợp license vào các thiết bị phần cứng khác nhau, yêu cầu bạn phải gắn phần cứng đó vào máy tính của mình để có thể sử dụng phần mềm. Phương pháp này có những ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Về ưu điểm, license kiểu này rất linh hoạt. Các bạn có thể dễ dàng sử dụng nó trên nhiều máy tính khác nhau, chỉ với thao tác rút ra và cắm vào. Nó cho phép bạn sử dụng bản quyền mà không cần kết nối với mạng Internet, và tính bảo mật của nó cũng cao hơn dạng license mềm. Về nhược điểm, Cognex sẽ mất thêm chi phí để sản xuất ra phần cứng, lưu trữ và vận chuyển nó tới tay của người sử dụng. Và vì là license vật lý, nên trong quá trình sử dụng, các bạn cũng cần bảo quản nó cẩn thận hơn vì có thể xảy ra tình huống va đập, hỏng hóc hoặc thậm chí là bị mất. Nó cũng có thể gây ra bất tiện cho người sử dụng khi mà máy tính của bạn bị hạn chế các cổng cắm vật lý hoặc không có driver tương thích. Hiện tại, Cognex cung cấp 3 dạng license. Một, Cognex Frame Wrapper. License loại này thì kết nối với máy tính thông qua khe cắm PCI Express, mở rộng thêm cổng Ethernet, có tích hợp sẵn PoE để có thể kết nối camera ghi y. Loại thứ hai, Cognex Communication Card, kết nối với máy tính thông qua khe cắm PCI Express, mở rộng thêm cổng I/O để kết nối với các thiết bị điện như PLC, cảm biến và cổng Ethernet để giao tiếp với PLC qua các chuẩn truyền thông Ethernet IP, Profinet, LMP. Cả hai dạng trên đều có loại đi kèm với license và loại không đi kèm với license. Tức là bạn có thể mua chúng với mục đích chỉ là để mở rộng cổng kết nối, không cần mua bản quyền phần mềm. Loại thứ ba đó là dongle, hay còn gọi là USB Security Key. Dongle là dạng license phổ biến nhất, nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng sử dụng. Nó chỉ giống như một chiếc USB hoặc một chiếc đầu thu Bluetooth. Các bạn chỉ cần cắm vào máy tính thông qua cổng USB 2.0 là có thể sử dụng được. Phương pháp bảo mật của ba loại license này cũng được thay đổi qua các phiên bản phần mềm khác nhau. Cụ thể thì ở các phiên bản cũ, Cognex sử dụng hai phương pháp. Phương pháp 1 đó là Device Driver áp dụng cho Frame Grabber và Communication Card. Phương pháp 2 đó là Cognex Security Service, hay còn viết tắt là CSS, áp dụng cho Dongle. Ở các phiên bản mới từ 9.3 trở đi, Cognex đã bỏ phương pháp Device Driver và cũng bỏ luôn không tích hợp license vào Communication Card nữa. Hiện tại license cho các phiên bản mới này chỉ còn Frame Grabber và Dongle được áp dụng thông qua CSS. Lý do cho sự thay đổi này thì mình không nắm rõ, nhưng có thể là do CSS có tính bảo mật cao hơn nên được sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về dongle, hay còn gọi là USB key, là một loại license được sử dụng phổ biến nhất theo như mình được biết. Phần mềm Cognex Vision Pro đã trải qua rất nhiều phiên bản, từ phiên bản 4.0 cho tới phiên bản 9.20 vừa được phát hành. Trên thực tế, Cognex đã cho thử nghiệm phiên bản Vision Pro 10 nhưng chưa được phát hành chính thức nên mình sẽ không liệt kê ở đây. Mình sẽ tạm chia làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, từ phiên bản 4.0 đến phiên bản 8.3. Giai đoạn 2, từ phiên bản 8.4 đến phiên bản 9.2. Và giai đoạn 3, từ phiên bản 9.3 cho tới phiên bản 9.20. Ở mỗi giai đoạn thì hình dáng của dongle lại khác nhau. Sự thay đổi này phụ thuộc vào sự phát triển của công nghệ phần cứng
tính bảo mật của phần mềm cũng như triết lý thiết kế của Connect. Thông thường các bạn sẽ gặp loại dongle được sơn màu đen, đó là loại dongle được sử dụng cho mục đích thương mại. Còn các loại dongle có màu sắc khác, ví dụ như màu vàng là để phục vụ cho các nhà phát triển, còn màu đỏ là để phục vụ cho mục đích chạy demo, chạy thử nghiệm. Loại màu đen sẽ sử dụng được vĩnh viễn, còn màu đỏ, màu vàng sẽ có thời gian sử dụng nhất định. Mỗi dongle sẽ được gắn kèm với một chiếc name tag màu xanh, trên đó có ghi đầy đủ thông tin về chủng loại sản phẩm, mã sản phẩm, serial number phục vụ cho việc nhận dạng và truy xuất nguồn gốc. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về quy tắc đặt tên của Connect, hay còn gọi là naming rule, để khi các bạn nhìn vào chiếc name tag này kết hợp cùng với hình dáng, màu sắc của dongle là các bạn có thể nhận biết được ngay rằng dongle đó có những tính năng gì và tương thích với phiên bản phần mềm bao nhiêu. Về cơ bản thì ở mỗi giai đoạn, dongle đều có 3 phiên bản tính năng cho các bạn lựa chọn. Bản Base là bản cơ bản nhất. Bản Plus thì có nhiều tính năng hơn bản Base. Và bản Max thì lại có nhiều tính năng hơn bản Plus. Trải qua các giai đoạn phát triển của phần mềm thì tên của dongle vẫn giữ nguyên tiền tố vPro, chỉ thay đổi hậu tố từ U sang USB sang WB. Thực tế thì sẽ có một số dongle không tuân theo quy tắc này, bởi vì có thể chúng có thêm một số chức năng khác hoặc được chế tạo riêng cho các khách hàng và thị trường đặc biệt. Nhưng về cơ bản thì khi nhìn vào quy tắc này, các bạn có thể nắm được sơ bộ về cách đặt tên của Connect. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cách để kiểm tra xem license bản quyền của phần mềm Connect Vision Pro trên máy tính của các bạn đã hoạt động hay chưa. Cách 1. Các bạn vào phần mềm Vision Pro Quick Build. Trong phần Help, chọn cho mình License. Nó sẽ hiện ra một cửa sổ ở License. Trong này thì có tất cả thông tin về số license, số lượng license đang được cắm vào máy tính, serial number và các thông tin chi tiết về chức năng của license. Ở trên này nó có nói là this is the output of call-tool.exe -print, tức là cái thông tin bên dưới là kết quả sau khi các bạn nhập cái câu lệnh này, thì nhập cái câu lệnh này vào đâu. Thì cách thứ hai là chúng ta có thể nhập cái câu lệnh này vào trong cửa sổ Command Prompt. Coctool. Có thể không cần exe cũng được. Coctool trừ trừ print. Các bạn chờ một chút. Đó, nó sẽ tìm kiếm và xuất ra thông tin giống như ở bên cửa sổ đầu tiên. Cũng gồm có số lượng license đang được cắm vào máy, serial number của license và các thông tin chi tiết về chức năng. Cách thứ ba là sau khi các bạn cài đặt xong phần mềm và cắm key vào thì ở cái thanh taskbar ở khu vực notification nó sẽ hiển thị lên một cái biểu tượng của màu xanh như này. Đây là biểu tượng của Code Matter Center. Thì các bạn kích vào đây. Đấy, trong cửa sổ này các bạn có nhìn thấy là số lượng cái license được cắm vào đây. Ở đây mình có một license. Đấy. Và thông tin về serial number của nó. Còn về chi tiết các chức năng của license, các tính năng của license thì các bạn click vào Web Admin. Đó, nó sẽ mở ra một cửa sổ
Trong cửa sổ này thì các bạn có thể xem được các thông tin chi tiết hơn. Ngày hết hạn của license cũng như là các tính năng kiểm tra. Rồi. Nếu mà trong trường hợp các bạn cắm nhiều hơn một license vào một máy thì sao? Ví dụ nếu mà mình cắm hai key vào đây, hai key vào máy của mình thì nó sẽ hiển thị hai cái license ở đây. Nhưng mà khi đó nó sẽ chỉ sử dụng một trong hai license thôi. Và nó sử dụng license nào? Thì nếu mà license nào có nhiều tính năng hơn thì nó sẽ sử dụng license đó. Đấy. Còn nếu mà hai hai license có chức năng như nhau thì nó sẽ dựa vào cái số serial number này. Nó sẽ ưu tiên cái số serial number có nó sẽ ưu tiên cái license có số serial number nhỏ hơn. Thì trên đây là ba cách cơ bản để kiểm tra license của Vision Pro. Dựa vào đây các bạn có thể biết được license của mình đã hoạt động hay chưa, thời gian hoạt động cũng như các tính năng của license. Video hôm nay tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.